Chiều ngày 23 tháng 10, Bảo tàng Bình Định đã công bố kết quả khai quật phế tích tháp Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, làm rõ hệ thống móng kiến trúc tháp Chăm Pa tại phế tích tháp Xuân Mỹ, dấu vết của một kiến trúc tháp Chăm Pa có quy mô lớn của vùng đất Visaya trong lịch sử. Cuộc khai quật cũng đã thu tổng số 525 di vật di tích gồm nhiều loại hình, chất liệu, kích thước khác nhau liên quan đến kiến trúc quý giá. Ông Bùi Tỉnh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Bình Định cho biết, những di vật di tích hiện còn cho thấy khả năng phế tích tháp Xuân Mỹ có niên đại vào cuối thế kỷ 12 dưới triều đại vua Jaya Harivarman I năm 1143 năm 1170. Cũng theo ông Tỉnh, phế tích tháp Xuân Mỹ được xây dựng theo truyền thống kế thừa tinh hoa nghệ thuật kiến trúc tháp Chăm Pa kết hợp với sử dụng vật liệu mới từ văn hóa Khmer đã phản ánh mối quan hệ mở rộng dưới vùng đất Visaya với các nền văn hóa bên ngoài, tiếp thu có chọn lọc làm giàu bản sắc văn hóa Chăm Pa trong lịch sử. Theo Bảo tàng Bình Định, diện tích khai quật 146 m² là quy mô nhỏ hơn so với mặt bằng tổng thể tháp. Với diện tích 1000 m² trên đỉnh núi phế tích Xuân Mỹ, có thể là kiến trúc của một tháp hay một quần thể nhiều tháp, do đó cần tiếp tục khai quật. Hiện nay xung quanh phế tích tháp, người dân tiến hành xây dựng thành khu nghĩa địa từ dưới chân núi lên trên đỉnh, xâm hại kiến trúc còn tồn tại dưới lòng đất, do đó đề nghị các cơ quan chức năng bảo vệ.